Bây giờ mình trở lại để mình dịch cái đoạn mình mới đọc xong nha. With regard to the time là liên quan đến thời gian. Of the taking place của sự xảy ra. Of the karma result quả của nghiệp. Quả của nghiệp đó, gọi là vipaka hoặc là karma vipaka. One distinguishes as mentioned the three kinds of karma. Người ta phân biệt như được nêu lên ở trên. Ba loại nghiệp. Một, karma ripening during the lifetime. Nghiệp chín muối trong đời sống hiện tại. Mở ngoặc đơn, hiện báo nghiệp. Hai, karma ripening in the next birth. Nghiệp chín muối trong đời sống kế tiếp. Hoặc là tiếp theo ha, nghiệp chín muối trong đời sống kế tiếp, tức nghiệp thứ hai thôi đó, gọi là mở ngoặc đơn là sanh bảo nghiệp. Ba, karma ripening in later births, nghiệp chín muối trong những đời sống về sau này. Mở ngoặc đơn là hậu bảo nghiệp. Như vậy, the first two kinds of karma, hai loại nghiệp đầu tiên, tức là hiện bảo nghiệp và sanh bảo nghiệp á, là nghiệp cho quả đời này và nghiệp cho quả đời sau, đời tiếp theo đó, thì gọi là hai loại nghiệp đầu tiên. Maybe without karma result, có thể là nó không có cho quả, có thể không cho quả. If the circumstances require, nếu hoàn cảnh hoặc là đòi hỏi, nếu hoàn cảnh đòi hỏi, for the taking place of the karma result are missing, nếu hoàn cảnh hoặc là điều kiện đòi hỏi cho việc xảy ra của nghiệp quả, không có đủ điều kiện hoàn cảnh để cho nó xảy ra. Nếu điều kiện hoặc là hoàn cảnh đòi hỏi cho cái sự xảy ra của nghiệp quả không có. Đó là lý do thứ nhất nè. Lý do thứ nhất là do đúng ra là đời này là mình phải trả cái quả đó, nhưng mà không có cái điều kiện để cho cái nghiệp đó nó trổ, thì nó không có trổ luôn. Qua đời sau là nó không còn tác dụng nữa. Ý là vậy đó ha. Đó là ý thứ nhất là điều kiện đòi hỏi cho sự xảy ra của nghiệp quả không có. Missing là không có. Or if, hoặc là nếu, through the preponderance of counteractive karma. Preponderance là sự ưu thế. Do ưu thế. Counteractive. Counteractive karma mình gọi là chướng nghiệp. Hoặc là nghiệp bổ đồng. Tức là đó, mình đã tạo một cái nghiệp xấu, đáng ra là mình phải trổ quả, nhưng mà do cái nghiệp tốt của mình nó trồi hơn, gọi là cái trồi, cái ưu thế hay là sự trồi hơn của nghiệp, nghiệp bổ đồng, tức là cái nghiệp mà nó gọi là gì ạ, trúng hoa lại, mình gọi là nghiệp bổ đồng đi, do ưu thế của nghiệp bổ đồng, do ưu thế, preponderance là ưu thế, counteractive karma là nghiệp bổ đồng. Bổ đồng tức là nó bù trừ đó. Bổ đồng. Bổ dấu hỏi. Bổ đồng. Bổ là bổ sung á. Hoặc là bù trừ đó. Do ưu thế của nghiệp bổ đồng. And there being too weak.
hoặc là do chúng quá yếu. They are unable to produce any result. Chúng không thể cho ra quả nào. Như vậy có ba nguyên nhân khiến cho nghiệp mà mình tạo ra rồi mà nó không trổ nè. Thứ nhất là do cái điều kiện để mà cái nó trổ quả đó không đủ. Thứ hai là do cái ưu thế của cái nghiệp bù trừ của nó. Ví dụ như trước đây là mình sạch sanh, đáng ra mình phải trả quả, nhưng mà sau đó mình phóng sanh rất là nhiều, mình giúp đỡ rất là nhiều người, cho họ điều kiện thuốc men này kia, cho nên cái nghiệp mà tốt, nghiệp thiền á, nghiệp thiền đó, đó nó là mạnh hơn khiến cho cái nghiệp sạch sanh đó nó không có trổ, nó ưu thế. Hoặc là cái thứ ba đó là do cái nghiệp đó quá yếu. Tức là nhiều khi đó, hoặc là mình làm việc tốt chẳng hạn, mình làm việc tốt nhưng mà việc tốt đó quá yếu đấy, nó không đủ để trổ. Mà trong cái nghiệp tốt đó nó chỉ ra có cái giá trị trong kiếp này thôi, mà nếu như không trổ thì nó mất luôn. Thì cho nên chúng không có tạo ra cái nghiệp kết quả nào. In this case they are called ahosi karma. Trong trường hợp này chúng được gọi là vô hiệu nghiệp. Chữ ahosi là quá khứ của động từ hoti. Hoti là to be, là. Mà ahosi là đã là, nghiệp đã là. Tức là đã qua rồi mà nó không có tác dụng thì gọi là vô hiệu. In other words, in effectual karma. Nghiệp đã là, hay nói cách khác là nghiệp không có hiệu lực hay là nghiệp vô hiệu. Như vậy đó, cái nghiệp vô hiệu này đó, nó chỉ đi được về hai loại nghiệp thôi, đó là hiền bảo nghiệp và sanh bảo nghiệp. Bởi vì đó, hai cái loại nghiệp này nó có cái giới hạn thời gian. Hiền bảo nghiệp là nó phải trao quả trong kiếp này, sanh bảo nghiệp là nó phải trả quả ngay trong kiếp sau. Mà nếu như nó không đủ điều kiện để trả thì thôi nó mất luôn, gọi là vô hiệu nghiệp. Mà chính nhờ cái này đó, chính nhờ cái nguyên tắc này đó, mình mới có thể tu mình hết nghiệp được. Chứ còn nghiệp nào mà mình tu mà mình cũng phải trả hết chứ, sạch sẽ thì không bao giờ mà trả hết ha. Nhưng mà có những nghiệp nó trở thành vô hiệu thì như vậy đó là mình cũng đỡ được phần nào ha. Thì đó là hai loại đầu mới có vô hiệu. Bây giờ loại thứ ba tức là hậu bảo nghiệp ha. The third time of karma, however, which bears fruit in later lives, will, whenever and wherever there is an opportunity, be productive of karma result. However, mình đưa ra trước, tuy nhiên, the third time of karma là loại nghiệp thứ ba. Loài cho nghiệp, cho quả trong các đời sống về sau, sau này. Loại cho quả trong các đời sống sau này sẽ tạo nên quả của nghiệp bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có cơ hội. There is an opportunity. Còn cái chữ đoạn đằng sau mình đem nó trước cái đó ha. Quý vị sẽ thấy cả cái câu này này. Tuy nhiên loài nghiệp thứ ba là loài cho quả trong các đời sống về sau sẽ will, thì chữ will đó mình đi với chữ be productive về sau này luôn này. Will be productive of karma result, mình dịch trước đó là sẽ cho quả nghiệp ha, cho nghiệp quả. Whenever là bất cứ khi nào, wherever là bất cứ nơi đâu. There is an opportunity, có cơ hội. Vì nó là bất cứ khi nào, từ kiếp thứ ba trở đi, khi nào nó có cơ hội thì nó trở lại, cho nên là nó không trở thành vô hiệu được. Nó chỉ trở thành vô hiệu khi nào, khi mình là không còn tái sanh nữa thôi. Câu tiếp theo, before its result has ripened, it will never become ineffective as long as the life process is kept going by craving and ignorance. Before là trước khi
trước khi quả của nó chín mùi. Before its result has ripened, trước khi quả của nó chín mùi. It will never become ineffective. Nó không bao giờ trở nên vô hiệu. As long as, chừng nào mà the life process, tiến trình sống hay là sự sống, is kept going, vẫn được tiếp diễn. By craving and ignorance, bởi tham ái và vô minh. Cho nên là với cái loài mà hầu bảo nghiệp này đó, thì nó không có vô hiệu chừng nào mà mình còn đi tái sanh luân hồi. Với do cái nhân của tham ái vô minh, mình càng đi tái sanh thì nó còn có cơ hội để trải nghiệm. According to the commentaries, theo các chủ giải, for example, Visuddhimagga 19, ví dụ như là Bộ Thánh Tịnh Đạo chương 19. The first of the seven karmical impulsive moments is considered as karma ripening during the lifetime. Cái này thì giải thích kỹ hơn. Tức là có ba loại cái nghiệp đó thì trong Thánh Tịnh Đạo hoặc là trong các chủ giải giải thích này. Cái sát na thứ nhất trong bảy sát na tốc hành tâm. Quý vị nhớ hồi trước mình nói qua cái cơ tiến trinh tâm á, thì có cái giai đoạn gọi là tốc hành tâm á, là giai đoạn tạo nghiệp, và giai đoạn đó có bảy sát na. Thì cái sát na đầu tiên á, thì á, được gọi là sát na yếu. Thì á, cái sát na đầu tiên này được xem là is considered karma ripening during the lifetime, nghiệp chín mùi trong đời hiện tại. Hay là mình dùng từ ngắn tắt cho dễ, được xem là thiền bảo nghiệp. The seventh moment, sát na thứ bảy. Bảy cái thì cái đầu là thiền bảo nghiệp, cái cuối cùng là cái thứ bảy đó, thì là karma ripening in the next birth, sanh bảo nghiệp. The remaining five moments, và năm sát na còn lại, as karma ripening in later births, là hầu bảo nghiệp. Đó là trên kia là mình phân loại theo thời gian trả quả. Phân loại nghiệp có nhiều cách phân loại. Trên kia là thời gian đời này, đời sau nữa. Bây giờ đoạn tiếp theo đó thì lại phân biệt theo chức năng. With regard to their functions, one distinguishes, liên quan đến chức năng của chúng, thì người ta phân loại ra bốn loại. Regenerative, mình hay dịch là tái tạo, thì mình đã dịch là sanh nghiệp. Or productive karma, sanh nghiệp. Tức là cái nghiệp này nó đưa đẩy người ta đi tái sanh vào cảnh giới nào đó. Vào cõi trời, cõi người hay cõi súc sanh đó, thì cái nghiệp mà đẩy người ta vào cái cảnh giới đó gọi là sanh nghiệp. Regenerative or productive karma. Thứ hai, supporting or consolidating karma. Thì support là bộ là hỗ trợ, hoặc là consolidating là củng cố, nhưng mà thuật ngữ đó dịch là trì nghiệp. Trì là tức là duy trì. Trì nghiệp tức là sao? Những cái nghiệp này nó duy trì kiếp sống của mình. Sau khi cái sanh nghiệp nó đưa đẩy mình vô kiếp sống đó, thì trì nghiệp nó duy trì cái kiếp sống đó. Ví dụ như mình sanh ra quả người thì cái nghiệp đó
duy trì cho mình để mình sống cho hết cái tuổi thọ trong cõi người thì gọi là trì nghiệp. Thứ ba, counteracting, suppressing of frustrating karma. Ba cái từ này đó nó đồng nghĩa. À, counteracting tức là trái lại, phản ứng lại, ngược lại, thì mình dịch là chướng nghiệp, chướng nghiệp tức là đi ngược lại á. À, chướng nghiệp là ví dụ ha, mình sinh ra trong cõi người tức là cái nghiệp tốt đẹp mình được sinh vô cõi người, nhưng mà ngược lại lại có cái nghiệp á sắc sanh, nó khiến cho mình sinh trong cõi người mà bệnh tật, ốm đau hoài, à hoặc là nghèo nàn, hoặc là cứ hay bị hành hạ đó, thì cái đó gọi là chướng nghiệp. À, như vậy loại thứ ba là chướng nghiệp, tức là những cái nghiệp mà nó đi ngược lại, nó làm cho nó xấu đi. Và cái thứ tư, destructive or supplanting karma. Destructive tức là hủy diệt ha. Thì cái từ hủy diệt đó đó mình dùng cái từ trong này đó thay vì chữ đoàn nghiệp ha, mình dịch là đoàn nghiệp. Nó làm kết thúc cái sự sống. Ví dụ như cái người nó đáng lẽ họ đang sống như vậy, như một cái nghiệp tới một cái là khiến cho người ta phải chấm dứt cái kiếp sống đó liền, thì gọi là đoạn nghiệp. À, như vậy bốn cái ha, sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. À, theo đúng chức năng của nó. Và ở đây có giải thích này, ở đây có giải thích thêm bốn loại chức năng đó. Một á, tức là nói về sanh nghiệp ha. One produces the five groups of existence, là sanh nghiệp nó tạo nên năm uẩn. À, group of existence mà mình không có thấy, mình không có dịch, mình không có thuật ngữ, mình khó mà dịch lắm, nhưng mà quý vị thấy trong ngọc đơn, người ta để ngọc đơn trong là mình biết này. Corporeality là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho nên nhìn trong ngọc đơn thì biết bên này phải dịch là uẩn. À, như vậy sanh nghiệp số 1 đó, là số 1 phía trên đó họ đưa lại, họ không nhắc lại, nhưng mà mình phải dịch là sanh nghiệp ha. Sanh nghiệp tạo nên năm uẩn khi tái sanh, at rebirth, as well as during life continuity, cũng như trong suốt kiếp sống. Số 2 là trì nghiệp này ha. Does not produce karma results, but it is only able to maintain the already produced karma results. Trì nghiệp á, thì nó không có tạo nên nghiệp quả, hay là quả của nghiệp. À, không tạo nên quả của nghiệp. But is only able, mà chỉ có thể maintain là duy trì, cho nên mình gọi là trì nghiệp đó ha. Mà chỉ có thể duy trì những cái nghiệp quả đã được tạo nên, already produced. À, dịch lại ha, trì nghiệp không tạo nên nghiệp quả, hay là quả của nghiệp đi, không tạo nên quả của nghiệp, mà chỉ có thể duy trì những quả của nghiệp đã được tạo nên. Rồi nghiệp thứ ba đó là chướng nghiệp. Chướng nghiệp thì nó chống lại, counteract là chống lại, hoặc là suppress là nó đè nén quả của nghiệp. Do một cái nghiệp khác mạnh hơn, nó mới có khả năng chống lại hoặc là đè nén cái nghiệp, hoặc là áp chế cái quả của nghiệp, của cái nghiệp nhẹ, của nghiệp yếu hơn. Và thứ tư đó là đoàn nghiệp á,
destroys the influence of a weaker karma and effects only its own result. Đoàn nghiệp thì nó hủy diệt ảnh hưởng của một nghiệp yếu hơn, hoặc tiêu diệt đấy hả? Đoàn nghiệp thì nó tiêu diệt ảnh hưởng của một nghiệp yếu hơn. Và chỉ tác động, effect, động từ, có nghĩa là tác động. Hoặc là mang lại hiệu quả. Hoặc là chỉ mang, và chỉ mang lại cái quả riêng của chính nó. Nó hủy đi cái kết quả của nghiệp yếu và đem lại cái quả của chính nó. Đó là bốn loại nghiệp phân loại theo chức năng. Bây giờ đó là phân loại theo ưu tiên. Ưu tiên khi trả nghiệp. Mình nói là bây giờ trong cả khi mình tạo nhiều nghiệp quá thì nghiệp nào sẽ được trả trước, nghiệp nào được trả sau. Khi mình đi tái sanh á, phải biết nghiệp nào trả trước trả sau thì đây là ưu tiên ha. With regard to the priority of their result, one distinguishes. Liên quan đến ưu tiên trả quả thì người ta phân loại. Cùng bốn loại. Một, weighty karma. Mình dịch là trọng nghiệp, nghiệp nặng á. Hai, habitual karma. Nghiệp mà theo thói quen thì gọi là tập quán nghiệp. Tập quán. Tập là làm hoài. Quán là thói quen, tập quán. Tập quán nghiệp là nghiệp đó cứ làm hoài. Habitual karma. Thứ ba, death proximate karma. Cận tử nghiệp. Nghiệp khi sắp chết. Và thứ tư, stored up karma. Tích lũy nghiệp. Stored up là tích trữ. Tích lũy nghiệp. Bây giờ giải thích thêm về bốn loại nghiệp này ở đoạn dưới. Nói là về loại 1, loại 2 tức là trọng nghiệp là nghiệp nặng và tập quán nghiệp là nghiệp hay làm. Thì này, the weighty and the habitual wholesome or unwholesome karma are ripening earlier than the light and rarely performed karma. Nhưng mình phải bắt đầu bằng chữ karma này. Phía sau này này, chữ karma hàng dưới đó. Karma là nghiệp. Unwholesome là bất thiện. Or wholesome là thiện. Những cái nghiệp thiện hay bất thiện, mà trồng nghiệp. Những cái trồng nghiệp và tập quán nghiệp thiền hay bất thiền thì nó sẽ chín mùi sớm hơn những cái nghiệp nhẹ và ít thực hiện. Tức là nghiệp nặng thì nó sẽ trả quả sớm hơn nghiệp nhẹ, và nghiệp hay làm thì nó sẽ trả quả sớm hơn là nghiệp ít làm. Nhắc lại ha, những cái trồng nghiệp và tập quán nghiệp thiền hay bất thiền thì chín mùi sớm hơn là những cái nghiệp nhẹ và ít làm. Bây giờ giải thích tới cái thứ ba gọi là cần tự nghiệp. The death proximate marana sanna kama. Cần tự nghiệp. That is the wholesome or unwholesome volition present immediately before death. Đó là tình tác ý thiền hay bất thiền biểu hiện ngay trước khi chết.
Mà cái biểu hiện này nó có ba cách biểu hiện. Mình hay nói nếu như quý vị hay nhập là nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng à. Thì ba cách biểu hiện này, thứ nhất này à, which often may be the reflex of some previously performed good or evil action karma. Ở đây nhắc lại thì thế này, cần tự nghiệp đó là những cái tác ý thiện hay bất thiện biểu hiện ngay trước khi chết, mà có thể là cái phản ánh, cái phản chiếu ha, của những cái nghiệp thiện hay ác đã được thực hiện trước đó, trước đây. Cái này mình gọi là nghiệp này. Ví dụ ha, ngày thường á, cái người mà đồ tể mà ngày nào cũng là cầm cái dao để mà thọc huyết con bò đó, thì khi chết á, là hiện ra cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh là mình đang cầm cái dao mà mình giết con bò. Ngược lại đó, người mà hay đi cúng dường trái tăng á, thì khi đó nhớ lại cái hình ảnh y vàng của chư tăng mà mình đang cúng dường, thì những cái hình ảnh đó đó, thì cái hình ảnh nó bất thiện hiện lên ha, thì nó thì cũng là thì đấy này, ở đây mày dịch á, đây mày nói là which often may be the reflex of some previously performed good or evil action. À, đó là những cái hình ảnh phản chiếu, reflex ha, hình ảnh phản chiếu của những hành động thiện hay ác đã được thực hiện, performed previously là trước đó. À, đó là thứ nhất nè, nó tự động những cái hành động nó hiện lên lại với mình, hoặc là thiện hoặc bất thiện. Và thứ hai, all of a sign of it, hoặc là chỉ là một cái hình dạng, một cái biểu, một cái hình dấu hiệu của nó thôi, gọi là kamnamitta, mình gọi là nghiệp tướng. Tức là đó, thay vì mình thấy nguyên cái hành động, thì người đồ tể thì họ hiện lên cái hình ảnh cái dao đầm máu. Còn cái người mà hay đi cúng dường á, họ chỉ hình thấy cái bóng y vàng thôi, thì cái đó gọi là nghiệp tướng, chỉ là một cái hình ảnh, một cái dấu hiệu của cái hành động đã làm trong quá khứ. All of a sign of the future existence, hoặc là dấu hiệu của cái cảnh giới tương lai. Gati nimitta mình gọi là thủ tướng. Thủ tức là cái nơi mình hướng về, cái cảnh giới. Cảnh giới của cái tướng là hình ảnh, hình ảnh biểu hiện của cái cảnh giới. Ví dụ như những người mà họ sắp được lên đi sinh vào địa ngục á, thì họ sẽ thấy lửa cháy rần rần. Thì như vậy đó là cái lửa cháy rần rần, đó là hình ảnh của cái cảnh giới họ sắp sinh ra. Ngược lại mà người mà sắp và sinh vào cái cảnh giới chư thiên á, thì họ thấy cái tòa lâu đài hiện ra. À, thì cái đó gọi là thủ tướng. À, như vậy cần tự nghiệp nó xuất hiện có ba dạng. Thứ nhất là những cái hành động là nghiệp, tức là những cái hành động mình thường làm trước đây. Hai là nghiệp tướng, là những cái hình ảnh mà mình của những hành động mình làm trước đây. Và thứ ba là thủ tướng, là những cái biểu hiện của thế giới, cảnh giới mà mình sắp sinh vào. À, thế nói đó. Và produces rebirth, thì nó tạo nên sự tái sanh. Ba cái đó đó, nó đưa đến cái loại cần tự nghiệp đó đó, nó produces rebirth, nó đưa đến sự tái sanh, tạo nên sự tái sanh. Như vậy một trong ba cái đó ha, một là trồng nghiệp, hai là tập quán nghiệp, và ba là cần tự nghiệp, nó đưa đến tái sanh. Bây giờ thứ tư, in the absence of any of these three actions at the moment before death, the stored up or katatta karma will produce rebirth. Trong cái trường hợp á, mà vắng mặt của một trong ba loại nghiệp này, của bất cứ loại nào trong ba nghiệp này, tức là nó không có khi đó trồng nghiệp hay là tập quán nghiệp hay là cần tự nghiệp, mà nó không có cái nào mạnh hết. At the moment before death là ngay cái sát na trước khi chết, thì cái tích lũy nghiệp sẽ đưa đến tái sanh. A real and in the ultimate sense, true understanding of Buddhist karma doctrine is possible only through a deep insight into the impersonality and conditionality of all phenomena of existence. Cái này là bắt đầu nói về cái ý nghĩa, việc hiểu về nghiệp này. A real
ở đấy đó, real và true này đó, nó điều đồng, nó điều bổ nghĩa chữ understanding. Thế nên đó, mình phải đem chữ understanding mình dịch trước. Tiếng Việt mình dịch là phải đem xuất phát bằng một cái danh từ, một cái sự hiểu biết thật sự và nói theo nghĩa rốt ráo là đúng đắn về học thuyết nghiệp của Phật giáo. Buddhist Karma Doctrine, học thuyết nghiệp của Phật giáo. Is possible only, chỉ có thể có được. Possible là có thể có được. Is possible only, chỉ có thể có được. Through a deep insight, nhờ trí tuệ quán chiếu sâu sắc. Insight là trí tuệ quán chiếu, và deep là sâu sắc. Nhờ trí tuệ quán chiếu sâu sắc into the impersonality, tức là anatta. Nhờ có cái chữ anatta mà mình dịch nó dễ hơn, đúng không ạ? Trí có sâu sắc về cái gì? Về vô ngã, về tỉnh vô ngã. And conditionality, tức là chữ paticca samuppada, và duyên khởi. Of all phenomena of existence. Cái này mình chỉ dịch là của các pháp. À, bây giờ dịch lại câu này ha. Một sự hiểu biết thật sự, hay nói một cách rốt ráo là đúng đắn về học thuyết nghiệp của Phật giáo, chỉ có thể có được nhờ sự quán, nhờ trí tuệ quán chiếu sâu sắc và vào tỉnh, về tỉnh vô ngã và tỉnh duyên khởi của các pháp. Nếu không hiểu vô ngã và không hiểu duyên khởi thì không thể nào hiểu đúng học thuyết nghiệp của Phật giáo. Rồi tiếp theo, everywhere in all the forms of existence, such a one is beholding merely mental and physical phenomena kept going by their being bound up through causes and effects. Everywhere, bất ở khắp mọi nơi. In all the form of existence, trong tất cả các hình thức hiện hữu, trong tất cả các hình thức hiện hữu, such a one, một người như vậy, tức là người mà hiểu đạo đó, hiểu rõ giáo lý Phật giáo đó ha, giáo lý nghiệp đó. Người như vậy is beholding merely, chỉ thấy, chữ beholding là thấy, merely là chỉ thấy mental and physical phenomena, danh pháp và sắc pháp. Kept going diễn ra by their being bound up, do bị trói buộc, through causes and effects, bởi nhân quả. Ý câu này nói rằng á, dù là người hay là vật hay là chư thiên, thì bất cứ nơi nào, hình thức nào đi nữa, thì người ta cũng chỉ thấy, người mà thấy hiểu đúng á, là chỉ thấy rằng đó chỉ là danh pháp sắc pháp thôi. À, mà danh pháp sắc pháp đó rồi mà nó vẫn phải tiếp diễn, là bởi vì nó bị trói buộc bởi nhân quả. Đã tạo nhân thì cũng phải sinh ra quả, tạo nhân thì sinh ra quả, thành ra một cái danh tiếp diễn như vậy, chứ không có một cái, không có cái người nào ở đó, không có cái linh hồn nào ở đó cả. À, đã giải thích về cái vô ngã đó. À, và câu tiếp theo, no truer does he see behind the disc. À, câu này đó là tiết học Phật giáo đấy ha. No truer does he see, người đó không có thấy cái người làm đằng sau hành động
Vì đó, không thấy người làm đằng sau hành động. Chỉ có hành động xảy ra chứ không có cái người làm nào xảy ra đằng sau cái hành động đó hết. No recipient apart from the karma result. Không có người nhận quả tách khỏi cái quả của nghiệp. And wistful insight. Và với trí tuệ đầy đủ. He clearly understands. Vì ấy hiểu một cách rõ ràng rằng the wise ones, các bậc trí, are using merely conventional terms, chỉ sử dụng ngôn ngữ quy ước. Conventional là quy ước và terms là ngôn ngữ, thuật ngữ. Chỉ sử dụng các cái ngôn ngữ quy ước. When, khi mà, with regard to the taking place of any action, liên quan đến sự xảy ra của các hành động, của bất cứ hành động nào hay là nghiệp nào đó, liên quan đến việc xảy ra của một hành động nào. They speak of a doer. Thì họ mới nói đến là người làm. Tức là phải dùng cái ngôn ngữ chế định để mà diễn tả thôi. Tức là hành động đó xảy ra thì mới nói người đó làm. Khi hành động đó xảy ra thì nói đến một người làm. Or when they speak of a receiving of the karma result as they arising. Hoặc là khi các vị ấy nói đến người nhận quả khi quả xảy ra. Tức là đó, mình thấy nhân quả, mình thấy là người tạo nhân, người tạo quả. Nhưng mà vì nói người tạo nhân, tạo quả là nói theo ngôn ngữ chế định thôi. Thế thật sự ra chỉ có danh sắc chứ không có gì người nào cả. Đó là ý của đoàn này là vậy ha. Therefore, the ancient masters have said, vì vậy các bậc thầy ngày xưa đã nói rằng, các bậc cổ đức á, mình hay nói là cổ đức nói rằng đây là ancient master, cổ đức tức là các vị thầy bậc thầy hồi xưa. Tiếng Pali là hay là chữ Purana, mà Purana là các bậc thầy hồi xưa đã nói. No doer of the deeds is found. Không có người, không tìm thấy người hà làm, người tạo ra của hành động. No doer of the deed is found. Không tìm thấy người tạo ra của hành động. No one who ever reaps their fruits. Không ai mà phải gặt cái quả của chúng. Empty phenomena roll on. Các pháp vô ngã vận hành. This view alone is right and true. Chỉ có cái thấy này mới đúng và thật. And why is the deeds and their results? Và trong khi hành động và kết quả của chúng. Roll on based on conditional. Vận hành. Căn cứ trên nhân duyên.
There no beginning can be seen. Không có cái khởi thủy nào có thể tìm thấy. Just as it is with seed and tree, cũng như là bởi hạt giống và cây. Mình nói cái hạt giống có trước, cái cây có trước. Cái trứng với con gà, cái nào có trước không có nói được, cho nên nó không có cái khởi thủy. Câu này trích từ trong Văn Thanh Tịnh Đạo Trưa Chương, chương 19. Và câu cuối cùng, Kamma, nghiệp, là một trong 24 duyên ở trong vi diệu pháp. Trước khi gọi quý vị đọc lại đó, thì bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một đoạn ở trong bộ Thẳng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, là dịch của bộ Abhidhamma Thassanghaha đó. Thì trong cái bộ, trong cái này á, có một cái chương nói về nghiệp và còn giải thích về các loại nghiệp mình mới học qua. À, thành ra bởi vì sợ quý vị qua cái này họ giải thích hơi ngắn gọn đó, thì trong cái cuốn này đó, thì giải thích rõ hơn một tí. Thành ra là để đọc cho quý vị nghe cái giải thích các cái loại nghiệp. À. Thứ nhất là mình nói về Janaka Kamma là sanh nghiệp. À. Đây, sanh nghiệp, định nghĩa này. Sanh nghiệp là nghiệp chi phối sự sanh trưởng trong một đời sau. Sự chết của con người chỉ là sự kết liễu tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Chính tâm sát na cuối cùng định đoạt đời sống tương lai của con người. Theo sở giải, sanh nghiệp là nghiệp sanh ra danh uẩn và sắc uẩn khi mới thọ thai. Tâm đầu tiên là kiết sanh thức bị chi phối bởi sanh nghiệp này. Tiếp theo trì nghiệp. Trì nghiệp là nghiệp tiếp theo sanh nghiệp, duy trì và nâng đỡ nghiệp này cho đến khi mình chung. Một thiền trì nghiệp có thể làm cho con người khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc. Trái lại, một bất thiền trì nghiệp thì có thể làm cho con người bình hoàng, đau khổ, vân vân. Như vậy cái trì nghiệp nó có thể thiền hay bất thiền. Chướng nghiệp, trái với nghiệp trước, làm cho yếu ớt, dừng lại và chậm trễ sự kết thành của sanh nghiệp. Và như vậy nếu như trì nghiệp nó làm cho sanh nghiệp nó tốt lên, nó theo chiều thuận, thì chướng nghiệp á, thì nó làm theo chiều nghịch lại của sanh nghiệp. Như một người sanh ra với một thiền sanh nghiệp có thể đau đớn bình hoàng, do vậy không có kết quả tốt lành của nghiệp thiền. À, thì đó là giải thích về chướng nghiệp á. Nó là trái với nghiệp trước, làm cho yếu ớt, dừng lại và chậm trễ sự kết thành của sanh nghiệp. Bây giờ qua đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp là nghiệp đoạn trừ, tiêu diệt năng lực của sanh nghiệp. Như một mũi tên đang bay có thể bị một sức mạnh nào khác cản lại, khiến cho mũi tên rơi xuống. Sức mạnh ấy là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp này có thể là thiện hay ác. Một ví dụ điển hình, công năng của các nghiệp trên là đời sống của Devadatta, tức là Đề Bà Đạt Đa. Thiền sanh nghiệp khiến Đề Bà Đạt Đa sanh trong gia đình vương giả giàu có. Như vậy ông sanh ra là sanh nghiệp của ông là thiền ấy nè. Nhờ trì nghiệp, Đề Bà Đạt Đa được sống hạnh phúc an lạc trong một thời gian khá dài. Vì chướng nghiệp, Đề Bà Đạt Đa bị nhục nhã khi bị tẩn xuất ra khỏi giáo hội. Và vì đoạn nghiệp, Đề Bà Đạt Đa bị chết một cách đau đớn. Bây giờ đó là ví dụ của bốn loài trên. Bây giờ nói có bốn loài khác là cực trọng nghiệp, là có thể thiền hay bất thiền. Nghiệp này nhất định tạo quả đời này hay đời sau. Nếu là thiền, thời thuộc ý nghiệp như các thiền tâm. Nếu không phải thiền, có thể khẩu nghiệp hay thân nghiệp. Năm cực trọng nghiệp là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Cực trọng này cũng gọi là vô giác nghiệp, thì nhất định nghiệp này kết quả trong đời sau. Nếu một người tu thiền và sau là một cực trọng nghiệp của người này, sẽ bị cực trọng nghiệp sau này của người này sẽ bị chi phối bởi cực nghiệp, như Đề Bà
đặt áp thật và phải săn vào ác thú vì đã làm Đức Phật kỳ tăng và phá hòa hợp tăng. Như ác tập đế không thể chứng sơ quả vì đã giết Phật vương. Đây, cái cực trọng nghiệp á, là những nghiệp rất nặng thì mới gọi là cực trọng. Thì về thiền á, mà cực nghiệp tức là thiền bát cặc thiền thì mới gọi là cực trọng. Còn về bất thiền thì có nắm cái cực nghiệp là diệt cha diệt mẹ. À, làm Phật chạy máu và phá hoa hợp tăng. Rồi bây giờ mình nói qua cần tự nghiệp rồi. Cần tự nghiệp là nghiệp làm ra hay nhớ nghĩ khi lâm chung. Nghiệp này rất quan trọng vì chi phối đến đời sống sau này. Cho nên nhiều lễ nghi tổ chức khiến người sắp chết nhớ lại việc thiền để người ấy được sanh vào những quả tốt đẹp hơn. Một người ác có thể sanh lên thiền thú nếu khi chết người ấy nhớ hay làm một thiền sự. Trái lại, một người thiền có thể chết một cách đau đớn hay sanh vào ác thú nếu khi chết người ấy làm hay nhớ đến một việc ác. Như hoàng hậu Malika, vợ của vua Kosala Pasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc, sống một đời sống ngay thẳng tốt lành, nhưng chỉ vì khi lâm chung nhớ đến một lời nói lão của mình nên phải sống 7 ngày đau khổ trong ác thú. Tập quán nghiệp là nghiệp thường làm và thường nhớ đến. Chính những hành động trở thành tập quán tác thành cả tánh con người. Chunda, người đồ tể, chết la hét như con heo vì sống bằng nghề đồ tể, giàu sống bên cạnh chùa của Đức Phật. Vua Duttagamini ở Tích Lan thường cúng dường cơm nước cho chư tăng trước khi ăn cơm. Chính tập quán nghiệp này khiến vua hoan hỷ lúc chết và được sanh lên cõi trời Tusita, tức là trời đấu xuất. Tích lũy nghiệp nghĩa là những nghiệp không thuộc vào ba loại nghiệp kể trên và những nghiệp làm mà quên liền thuộc về loại nghiệp này. Nghiệp này như là chỗ chứa đựng các nghiệp cho một chúng sanh. Thiền báo nghiệp là nghiệp đưa đến kết quả hiện tại. Theo A Tỳ Đàm, chúng ta làm thiền hay ác trong giai đoạn Javana, tức là tốc hành tâm. Tâm này tồn tại đến 7 sát na. Quả báo của tâm sát na thứ nhất là tâm yếu ớt nhất, có thể được lãnh thọ ngay ở đời này. Như vậy gọi là hiền báo nghiệp. Nếu không thọ lãnh ngay trong đời này, nghiệp ấy gọi là vô hiệu. Tâm sát na yếu ớt thứ hai là tâm sát na thứ 7. Quả báo của tâm này có thể thọ lãnh đời sau thì gọi là sanh báo nghiệp. Nghiệp này nếu không đưa đến quả báo đời sau thì được gọi là vô hiệu. Quả báo của các sát na tâm ở giữa có thể được thọ lãnh bất kỳ lúc nào cho đến khi chứng được niết bàn. Loại nghiệp này gọi là hầu báo nghiệp. Chính Đức Phật và các vị A-la-hán cũng không thoát khỏi nghiệp này. Không có một loại nghiệp đặc biệt gọi là vô hiệu nghiệp. Nhưng khi một nghiệp nào phải có quả báo ở đời này hay đời sau mà không thành tựu được thì nghiệp ấy gọi là vô hiệu nghiệp. Thì đó là cái đòi mà giải thích thêm 4 cái này để quý vị hiểu rõ thêm. Cái này trích từ trong bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rồi thì bây giờ chúng ta trở lại với cái bài này đó. Các vị tình nguyện đi ha, tức là ai mỗi vị như đoạn đầu tiên đoạn này. Vì nào được á, thì lên cầm mic, đi lên đây cầm mic đọc và dịch một đoạn. Muốn kiểm tra lại thì quý vị còn nắm được không? Có thể cho vị nào và dịch được, đọc dịch được câu đầu. Mời chị. Rồi bây giờ cái mic đó mình chuyển xuống ha, nghe không? Chị cầm lên xong chuyển xuống cho mọi người. Kamma, Sanskrit, Pali, Kamma. Action, correctly speaking, denote the wholesome and unwholesome volitions, kusala and akusala cetana, and their concomitant mental factors, causing rebirth and shaping the destiny of beings. Nghiệp. Nói một cách đúng đắn là hành động chỉ cho những tác ý thiện và bất thiện, và đi kèm, đi cùng với các tâm sở. Và những tâm sở đi cùng. Và những tâm sở đi cùng tạo nên sự tái sinh và hình thành nên số phận của chúng sanh. Đúng rồi. Đoạn tiếp theo. These chemical volitions, kamma cetana,
become meditators at wholesome or unwholesome actions by body, kaya kama, speech, vachi kama, mano kama. Những tác ý tạo nghiệp này trở nên rõ ràng như là những các hành động thiện hay bất thiện biểu hiện bởi thân gọi là thân nghiệp, lời nói gọi là khẩu nghiệp và tâm gọi là ý nghiệp. First, the Buddhist term karma by no means signify the reason of action, and quite certainly not the fate of men, or perhaps even of whole nations. The so-called wholesale or mass karma, misconceptions which through the influence of theosophy have become widely spread in the West. Như vậy, thuật ngữ Phật học không hoàn toàn là kết quả của hành động và không chắc chắn chỉ cho bộ phận con người. Ngay cả toàn thể số phận của quốc gia, cái được gọi là cộng nghiệp, là một cái sự, là những quan niệm sai lầm do bởi ảnh hưởng của thần học đã phổ biến rộng rãi ở phương Tây. Hồi này cô dịch ra nó thiếu cái chữ signifies, cô không còn nói. À, như vậy cái thuật ngữ Phật học karma hoàn toàn không có chỉ cho. Omen ở đây các tỳ kheo, tác ý là cái mà ta gọi là nghiệp, bởi vì chính do cái tác ý mà ta thực hiện các hành động bởi thân khẩu ý. Có nghiệp này các tỳ kheo, có nghiệp chín mùi trong địa ngục, có nghiệp chín mùi trong súc sanh, và có nghiệp chín mùi trong cõi loài người, nghiệp chín mùi trong cõi trời. Tuy nhiên quả của các nghiệp có ba phần chi phối ngay trong suốt kiếp tương đối, đó là hiện báo nghiệp chín mùi trong đời sống kế tiếp được gọi là sanh báo nghiệp, và chín mùi trong những kiếp sau thì được gọi là hậu báo nghiệp, đó là tăng chi bộ kinh. Đúng rồi, sa thư, cảm ơn cô. Mời các em có tiếp theo. The three conditional of rules hula of unwholesome karma actions are hatred, delusion, lobha, dosa, moha. Though of wholesome karma are wholesome. Karma are unselfishness, aloha. Hatelessness, adosha, metta, goodwill, undeludedness, moha, panya, knowledge. Ba nhân hay là điều kiện hay gốc rễ là gọi là căn của các nghiệp bất thiện, tham sân là tham sân si. Các căn của nghiệp thiện là vị tha, vô tham, vô sân, vô si hay trí tuệ. Dạ, trí tuệ. Rest almost amongst amongst in a condition for the action of karma, hatred is a condition for the arising of karma, arising arising of karma,
delusion is a condition for arising of karma. Tham, này các tỳ kheo, tham là một nhân cho sự sinh khởi của nghiệp, sân là một nhân tạo cho sự sinh khởi của nghiệp, si là một nhân tạo cho sinh khởi của nghiệp. The unwholesome action are of three kinds: conditioned by risk or high of illusion, killing, stealing, unlawful sexual intercourse, lying, slandering. During root speech, foolish babble, if practice carry on frequently, cultivated, lead to rebirth in hell, or amongst the animals, or among the gods. Các nghiệp bất thiện gồm có ba loại, do bởi tham sân si, sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, là lời du khống, nói lời phù phiếm vô ích, nói lời thô ác. Nói lời phù phiếm vô ích, nếu được thực hiện, bồi dưỡng thường xuyên dẫn đến tái sanh trong địa ngục, hoặc trong loài súc sanh, hoặc trong lò trong ngạ quỷ. Trích trong Thanh Tăng Tri Bộ Kinh chương 3 đoạn 40. He who kills an arrow is cruel. He who kill an Iran will either to hell or, if reborn as man, with his short life, he who torment other will be afflicted with disease. The angry one will look ugly. The envious one will be without influence. The stinging one will be poor. The stubborn one will be of slow descent. The indolent one will be without knowledge. In the contrary case, man will be reborn in heaven or reborn as man. He will be long life procession of beauty, influence, noble descent, and knowledge. Người nào mà sát sanh và ác độc hoặc sẽ đi vào địa ngục, hoặc nếu tái sanh làm người sẽ bị đoạt mạng. Người nào mà hành hạ người khác sẽ bị đau khổ bởi bệnh tật. Người giận dữ sẽ xấu xí, người ganh tị thì sẽ ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng. Tức là không có quyền lực á. Người ganh tị thì sẽ không có quyền lực. Người keo kiệt cũng sỉnh sẽ bị nghèo. Người ngoan cố sẽ bị sanh vào dòng dõi hạ tiện. Người lười biếng sẽ không có trí tuệ. Những trường hợp ngược lại, người đó sẽ được sanh vào trong cõi trời, hoặc bị tái sanh, hoặc được tái sanh làm người. Người đó sẽ được sống lâu, có sắc đẹp, có ảnh hưởng,
có quyền lực, dòng dõi cao quý và trí tuệ. Dạ thưa, rồi, cảm ơn cô. À, người tiếp theo. Mời bác. For the above tenfold wholesome and unwholesome course of action, si kama pasta. For the five heinous crimes with immediate result, as anantara ika kama. Owner of their karma are being heirs of their karma. Their karma is their womb from which they are born. Their karma is their friend, their refuge, whatever karma they perform, good or bad, thereof they will be up hang. The heirs. M135. With regard to their time of the taking place of the karma result, Vipaka, one distinguishes as mentioned about three kinds of karma. One, karma ripening during the lifetime. Dita Dhamma Vedaniya Kama. Two, karma ripening in the next birth. Upapaya Vedaniya Kama. Three, karma ripening in the latter birth, ara apara pariya vedaniya karma. Với những cái nghiệp thiện và bất thiện trên, những tội, năm tội ngũ nghịch, vô gián nghiệp, chủ nhân của nghiệp là những chúng sanh, những người thừa kế nghiệp. Nghiệp của họ chính là thai tạng, từ đó họ sinh ra. Nghiệp là bạn hữu, là chỗ nương tựa. Bất cứ nghiệp của họ tạo nên tốt hay xấu, họ sẽ thừa tự nghiệp đó. Nghiệp liên quan đến thời gian của sự xảy ra quả của nghiệp. Người ta phân biệt ba loại: hiện báo là nghiệp chín mùi trong thời hiện tại, sinh báo là nghiệp chín mùi trong cái đời kế tiếp, trong cái nghiệp, trong cái thời kế tiếp. Hậu báo là nghiệp chín mùi trong cái kiếp sau. Dạ, cảm ơn bác. Mời người tiếp theo luôn. The first two kinds of karma may be without karma result. Vipaka, if the circumstances required for the taking place of the karma result are missing, or if through the preponderance
of contrastive karmas and they are being too weak. They are unable to produce any result. In this case, they are called ahosis karma, literally karma does have been. In other words, ineffectual karma. The third type of karma, however, which bear fruit in later life, will, whenever and wherever there is an opportunity, be productive of karma result before its result has ripened. It will never become ineffective as long as the life process is kept going by growing and ignorance. According to the commentaries with for example Visuddhimagga. Yes. The first of the seven karmical impulses movement, karma zavana, is considered as karma ripening during the lifetime. The seventh movement is karma ripening in the next birth. The remaining five movements is karma ripening in later birth. Okay, em dịch đi. Hai cái lợi nghiệp đầu tiên có thể không là kết quả của nghiệp. Không cho kết quả của nghiệp. Nếu như cái hoàn cảnh đòi hỏi cái sự xảy ra nghiệp ba, sự xảy ra của nghiệp quả không có, hoặc nếu do ưu thế của chướng nghiệp, tức là các nghiệp bổ đồng, và do chúng quá yếu, chúng có thể chúng không thể sản sinh ra kết quả của nghiệp. Trong trường hợp đó chúng được gọi là vô hiệu nghiệp. Nghiệp mà hay còn nói cách khác gọi là nghiệp không quá. Có ảnh hưởng nghiệp đã quá hay dạ gọi nghiệp là... lạc quan. Cái loại thứ ba của nghiệp, tuy nhiên cái loại thứ ba của nghiệp nếu sản sinh ra quả có thể sản sinh ra quả trong cái đời sau đó thì bất cứ khi nào thì sẽ được sản sinh, thì sẽ sản sinh ra kết quả của nghiệp bất cứ khi nào và bất cứ lúc nào có điều kiện, nơi khi và nơi ha, bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào có cơ hội. Trước khi kết quả của nghiệp xảy đến, nó sẽ không bao giờ trở thành vô hiệu nghiệp, cũng như chừng nào mà cái đời sống còn tiếp diễn bởi tham ái và vô minh. Dựa theo các chú giải trong Thanh Tịnh Đạo Luận thì ở sát na thứ nhất trong bảy sát na được gọi là sát na tốc hành tâm, thì impulse đó thì dịch là tốc hành ha. Dạ. Nhất sát na đầu tiên trong bảy sát na, đầu tiên trong bảy sát na tâm thành tâm, tốc hành tâm tạo nghiệp, tốc hành tâm tạo nghiệp thì được gọi là hiện báo nghiệp, tức là nghiệp chín mùi trong đời sống hiện tại. Trong sát na thứ bảy thì được gọi là sanh báo nghiệp, tức là nghiệp chín mùi trong đời sống kế tiếp. Còn năm sát na còn lại chính là hậu báo nghiệp, nghiệp chín mùi trong các đời sống tiếp theo. Rồi hết giờ rồi thì quý vị về nhà cố gắng tập đọc và tập dịch lại ha. Mình hai tuần sau mình sẽ học lại, nhưng mà có cái đó, chủ nhật tuần tới đó, thứ sáu thứ bảy chủ nhật đó, là vì liệu pháp có đăng ký khóa thiền 3 ngày với chủ trì, cho nên chiều chủ nhật đó có thể sẽ nhờ một vị nào khác dạy thay. Thì khi nào mà ai dạy thay thì sẽ thông báo cho quý vị nghe. Nhưng mà không sao đổi, bởi vì cái chương trình học của mình là muốn đổi ngay nó khó lắm, cho nên không có đổi ngay, chỉ đổi người thôi. Để thông báo trước cho quý vị vậy ha. Mình hồi hướng đã, mời quý vị đứng dậy hồi hướng xong rồi nghỉ. Y đàng nô nhớ ti nàng hô tu su ki ta
ơn từ nhà ta dư y đằng nữa nhà thì nàng hứa tu sư khi ta ơn từ nhà ta dư y đằng nữa nhà thì nàng hứa tu sư khi ta ơn từ nhà ta dư y đằng vật ta mi phương nhân a sa va ca ya va ngô tu.